Dạ, kính thưa buổi tọa đoàn, kính thưa các thầy cô và các anh chị. Thì ra là mình được phân nói cái bài này trong cái hội trường tim mạch. Mình nghĩ là cái bệnh bướu máu dị mạch máu này thật sự thì sẽ các bác sĩ tổng quát sẽ gặp nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì phân vô đây thì mình cũng mạo muội nói ở đây. Và cũng nghĩ là giờ này thì các anh chị cũng buồn ngủ, nghe một cái đề tài không quen thuộc, cái gì cũng chán. Cho nên là mình xuất hiện với một cái phong thái là đem từ cái vườn hoa Nhật Tân về. Xin mấy chị cổ vũ cho báo cáo viên. Thì trong một cái hội nghị ngoại khoa mạch máu năm 2014 ở Mỹ, 2014 gần giờ 2018, thì người ta cũng nêu một cái quan điểm sai thường gặp. Xin lỗi bác sĩ Tuyến là nãy mình có ngồi nghe bài bác sĩ Tuyến, thì bác sĩ Tuyến có xài cái chữ là cystic hygroma. Thì nhờ bác sĩ Tuyến theo dõi coi là bây giờ nó xài chữ gì. Thì người ta nói là những quan điểm sai mà theo cái tổng kết của báo cáo viên năm 2014 ở Mỹ thì là thấy cái gì mà đã đỏ xanh xanh trên da thì đa số được chẩn đoán là bướu máu, hemangioma hoặc angioma. Thấy cái gì mà có vẻ dị dạng mạch máu thì hầu như được chẩn đoán là do động dị dạng động tĩnh mạch. Và 50% những bệnh nhân được chuyển đến phòng khám mạch máu của người ta là được chẩn đoán sai. Và cái kiến thức về lĩnh vực này đang phát triển rất là nhanh, rất là mạnh. Cho nên đó là cũng lý do tại sao mà mình trình bày cái xin trình bày cái bài này trong cái hội nghị xuân mình này. Về hình ảnh thì sẽ cho các thông tin về những cái khoang giả phẫu mà bị tổn thương, về mức độ lan rộng, về loại mạch máu có huyết khối trong đó hay không và có đóng mở trong đó hay không, đánh giá đáp ứng điều trị cũng như là những cái biến chứng. Siêu âm là phương tiện đầu tay trong đa số các trường hợp. Mình sẽ lựa chọn đầu dò tùy thuộc vào kích thước và độ sâu của tổn thương, có thể là đầu dò phẳng, có thể là đầu dò bán phẳng, và lớp lơ màu và phổ thì có vai trò chủ đạo. Còn cộng hướng từ sẽ dùng cho những tổn thương lớn phức tạp và những cái vùng mà siêu âm sẽ khảo sát khó như là phổi mắt và nội sọ. Tuy nhiên đó là một mình hình ảnh đó thì sẽ khó mà chẩn đoán được chính xác. Các anh chị sẽ biết được lý do tại sao ở phía sau. Thì cần kết hợp với triệu chứng lâm sàng và siêu âm cũng rất là thuận tiện khi mà có bệnh nhân ở bên cạnh mình sẽ hỏi được triệu chứng lâm sàng. Lâm sàng cần thiết là gì, là tuổi, là khám thực thể như thế nào và bệnh sử như thế nào. Và khi mà siêu âm thì bao giờ mình sẽ hỏi những cái câu hỏi là người nhà hoặc là em bé bắt đầu thấy tổn thương khi nào, tổn thương thì nó có lớn lên hay không, nó lớn lên bất ngờ đột xuất lớp trên cách phá cách hay là tương xứng với sự phát triển của người bệnh và gia đình có bị bệnh tương tự hay không. Thì lý do tại sao hỏi những câu hỏi này thì mình sẽ được trả lời vào những cái slide sau trong bài. Và người ta nói mình là phải dùng thuật ngữ phù hợp để thống nhất với lâm sàng và dùng cái phân loại cập nhật, tại vì cái phân loại đó sẽ dẫn đến cái điều trị khác nhau. Thì đây là cái phân loại của cái hội quốc tế nghiên cứu các bất thường về mạch máu mà đã được cải biên lần gần đây nhất là tháng 5 2018. Mình đã cố gắng update cái bài này. Thì người ta sẽ chia ra những cái bất thường mạch máu thành đó là u mạch máu và dị dạng mạch máu. U mạch máu thì ta xếp thành là lành tính, cái loại mà xâm lấn tại chỗ hoặc là giáp biên và là ác tính. Còn dị dạng mạch máu thì loại đơn giản thì có là loại mau mạch, loại bạch mạch, loại tĩnh mạch, rò động tĩnh mạch và thông động tĩnh mạch và các dạng phối hợp. Thì cái gì là khác nhau chính giữa bướu máu và dị dạng mạch máu? Khác nhau giữa bướu máu và dị dạng mạch máu là bướu máu thì không có lúc xanh, có giai đoạn tăng sinh và thoái triển, tức là đúng với cái chữ oma, oma là u thì sẽ có tăng sinh và nó này nó càng thêm là có thoái triển, tỷ lệ nữ nhiều hơn nam. Nó có tăng sinh tế bào nội vô và nó có dấu hiệu hóa môn miễn dịch dương tính, tức là nó có glucose sending dương tính là cái chất vận chuyển glucose. Còn dị dạng mạch máu là có lúc xanh, nó là đúng là congenital, phát triển song song với trẻ và tế bào nội mô của nó bình thường và nó không có hoàn, tức là sau này rất là nhiều trường hợp thì người ta cần hóa môn miễn dịch để chẩn đoán thì không thể phân biệt được trên hình ảnh và lâm sàng. Thì cái phân biệt này cái chính đó là dùng cho bướu máu ở nhũ nhi. Bướu máu nhũ nhi là cái loại bướu máu mà thường gặp nhất. Bây giờ mình bắt đầu vô u mạch thì sẽ đúng như cái bản phân loại hồi nãy, mình tiếp cận từ lành tính là tại chỗ xâm lấn hay giáp biên và ác tính. Thì lành tính thì nhiều nhất đó là bướu máu nhũ nhi, sau đó có cái bướu máu bẩm sinh, có u cuộn mạch. Đặc điểm của bướu máu nhũ nhi là 90% phát hiện trong tháng đầu, có nghĩa là sinh ra bé chưa có, từ từ nó mới có và thường nó phát triển nhanh trong năm đầu
nó thoái chuyển dần trong vòng 1 đến 3 năm sau và chỉ còn lại là sẹo sơ và mỡ. Thường là một tổn thương nhiều hơn đó là theo vùng. Và nếu mà là thấy nhiều u máu từ 5 u máu trở lên thì mình cần phải tìm u nội tạng, thường nhất là u máu ở gan. Còn nếu mà nó đang giảm phân vùng thì nó là thường ở diện mặt chi, có thể lan trên 5 gây hiệu chứng Sturpever. Nếu mà nó dạng râu quai nón thì 60% nó càng u máu dưới thanh mô, và u máu dưới thanh mô thì sẽ gây khó thở thanh quản. Thì người ta nói là bệnh nhân có u máu ở mặt và thấy có triệu chứng khó thở, có thở rít thì lúc đó phải đi tìm cái u máu dưới thanh mô và cần cái loại trừ cái hội chứng bẩm sinh khác là hội chứng FACE. Dấu hiệu siêu âm của giai đoạn tăng sinh là một khối giới hạn rõ ở lớp trong da hoặc là dưới da. Hội âm thì thay đổi ít khi đóng vôi. Trước giờ mình hay nghĩ là u máu là đóng vôi đúng không ạ? Thì cái dạng u máu này nó không có đóng vôi mấy. Và khi mà bỏ đứt lơ vô, nó sẽ có dòng động mạch và tĩnh mạch, vận tốc cao, kháng lực thấp, là giai đoạn tăng sinh. Cái giai đoạn phát triển thì nó sẽ giảm kích thước, giảm tưới máu và tăng hồi âm do mỡ, tức là mỡ trên siêu âm sẽ là hồi âm dày. Tuy nhiên nếu như mà nó tâm nhiễm mỡ nhiều, khi mà nó phát triển mà lại càng đóng mỡ vô nhiều thì nó lại là không giảm kích thước hoặc là tăng kích thước. Thì nên tiêu chuẩn kích thước cũng chỉ là tương đối. Thì đây là một cái ca em bé được theo dõi từ lúc nhỏ đến lớn, thì mình chỉ thấy rằng khi ở giai đoạn sớm thì mình thấy cái nó nhiều mặt như vậy, nó nhiều mặt và khi mà bỏ rất lơ phổ vô thì là phổ động mạch và phổ tĩnh mạch, vận tốc cao và kháng lực thấp, tức là cái vận tốc tâm trường nó rất là thấp. Thì sau đó em bé lớn lên tới khoảng 1 tuổi thì cái khối máu trước nó dữ dội như vậy thì bây giờ nó khá là lờ mờ, mạch máu nó cũng thưa thớt và khi mà bỏ vô thì cái phổ động mạch của nó, cái kháng lực của nó rất là cao hơn, tĩnh mạch của nó cũng ít hơn. Và khi mà lớn hơn nữa thì hầu như là chỉ vì là biết trước đó có lũ máu để kiếm lại cái vị trí này thì nó vận tốc dòng chảy rất là thấp và phổ động mạch kháng lực cao. Thì đó là cái diễn tiến thông thường của một cái u máu diễn nhiên. Thì vì mình đã biết là nó có giai đoạn tăng sinh và thoái triển một cách tự nhiên cho nên đa số là sẽ không cần điều trị, chỉ điều trị khi có biến chứng, ví dụ như là khi có cái hiện tượng casus belli, khi mà nó có chèn ép những cơ quan quan trọng như là mắt, đường thở, có rò lét, xuất huyết, có suy tim cung lượng cao và có nguy cơ biến dạng vĩnh viễn do u máu phát triển nhanh. Nói sơ qua về điều trị thì sẽ có điều trị nội khoa và các thứ thuốc trên được phẫu thuật chỉ là thứ yếu thôi. Khi mà muộn mà cứ máu thoái triển rồi và vẫn còn những cái vết sơ mỡ gây cái ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì ta sẽ mổ còn sớm. Khi mà ảnh hưởng cơ quan quan trọng thì ta cũng chỉ thể có thể là lấy bớt và cái phần còn lại để nó tự thoái triển. Còn điều trị laser thì trong trường hợp là lấy ở giai đoạn tăng sinh và để nó kích thích làm sẹo, kích thích tế bào biểu mô mà đỏ da giải mặt tồn tại sau khi đã thoái triển. Và khi mà điều trị tắc nội mạch, can thiệp nội mạch khi mà nó có cái hội chứng casus belli. Mình qua cái loại thứ hai là đuối máu bẩm sinh. Cái kia là đuối máu trẻ em hoặc đuối máu nhũ nhi, thì bây giờ thứ hai là đuối máu bẩm sinh. Thì chẩn đoán chủ yếu là dựa trên lâm sàng và diễn tiến, thì nó có là một có ba loại đuối máu bẩm sinh. Một có là RIC, tức là thoái triển nhanh, tức là rapid, là thoái triển nhanh, trước 14 tháng là nó đã biến mất rồi. Thì loại này có vẻ tốt ha. Rồi loại thứ hai là không phát triển, ngược với lại phát triển nhanh là không phát triển, nó cứ như vậy, nó ở như vậy hoài. Và em bé lớn lên thì nó cũng nó lên tí tí so với cùng tốc độ lớn của em bé. Và thứ ba là phát triển một phần, rồi sau đó ổn định, rồi phát triển song song với trẻ. Thì cái loại, cái hình ảnh này là của em bé có cái máu rất là lớn nhưng sau đó nó phát triển nhanh, thì nó là RIC. Và cái loại này thì nó thường là nó nông, nó là giác phản ở trong da và nó cứ lớn nên song hành với trẻ là cái loại không phát triển. Thì hình ảnh siêu âm tương tự với máu nhũ nhi cho nên là cần phải có kết hợp lâm sàng, mình phải hỏi là có lúc nào có lớn hay không, có giảm hay không để mà mình chẩn đoán. Còn có những cái đặc điểm riêng thì thường đóng vôi, cái máu trước thì ít đóng vôi, đứa nó để đóng vôi và có vì là nó có thể thấy được cái mạch máu trên xung quanh sáng và phổ tĩnh mạch thì nổi bật chứ không có giống như là cái phổ động mạch ở bên kia và có thể thông động tĩnh mạch nhỏ, có thể có huyết khối tĩnh mạch. Cái hội chứng casus belli hoặc là cái hiện tượng casus belli thì chắc mấy chị lâm sàng cũng rõ, thì nó là do bắt giữ tiểu cầu trong cái lúa máu thì nó gây giảm tiểu cầu mạng và đồng thời tiêu thụ ứ tố đông máu làm giảm fibrinogen tăng delimer.
thì u mạch màu đỏ tía, nó sẽ dùng cái chữ như là u mạch máu mà nổi giận. Siêu âm sẽ là không đồng nhất, giới hạn không rõ, không vôi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là nó sẽ dò mạch máu, thực tế người ta thấy rằng nó dò mạch máu chỉ chừng 20% thôi. Và được tạo bởi hai loại là u cụ mạch và u nội mô mạch máu dạng Kaposi, chứ không phải là cái thằng nào cũng gây ra được cái casinus maris này. Và cái bướu máu thường gặp nhất là bướu máu nhũ nhi, cũng không gây ra cái casinus maris. Như vậy thì mình nói qua những cái u mà nó gây hội chứng casinus maris, thì đó là cái này được xếp vào u giáp biên. U cụ mạch là lành tính, nhưng mà u dạng Kaposi là u giáp biên ác. Thì hai cái này đều thường có lúc xanh là dưới trước 2 tuổi, là cái mảng đỏ tía lớn đôi khi mà nó căng. Còn u cụ mặt thường ở nửa thân trên vai cổ, nó nông hơi bề dày, nó dưới 1 cm và nó ngào mặt. Còn cái u nội mô mạch dạng Kaposi thì vị trí bất kỳ, có thể có rậm lông và đỏ vàng trên bề mặt. Và đây là cái hình minh họa có những cái đám lông và cái vàng ở trên bề mặt của u, và nó có thể hình một hay nhiều lớp. Ngược với bên này dày dưới 1 cm thôi thì cái này có thể là dày hơn, và trung bình đến dầu mặt có thể đóng vôi. Thì đó là những cái đặc điểm để phân biệt u cụ mặt và u dạng Kaposi. Ở tuyến mang tai thì nó có thể xuất hiện tất cả các loại bướu máu, có thể là dạng bẩm sinh, có thể là dạng nhũ nhi, và nó vẫn có thể gây ra hội chứng casinus maris. Thì tuyến mang tai bị có thể là một bên hoặc hai bên. Nếu hai bên thì nó là cái dạng cơ quan nón, và dạng cơ quan nón thì nãy mình nói rồi là nó có thể kèm theo là cái khó thở thanh quản, bướu máu dưới thanh môn. À, đây là cái thằng siêu âm của cái tuyến mang tai to lan tỏa và tăng sinh mạch, cũng giống như u máu ở những nơi khác, hình cộng hưởng từ cái u máu hai bên có thể lan đến thanh môn. Một cái loại khác nữa là u hạt sinh mũ, tại vì cái tên tiếng Anh của nó là pyogenic, nhưng mà thật sự nó không liên quan gì đến nhiễm trùng. Nó khác là nãy mình nói là các loại u kia nó không cần điều trị để nó phát triển tự nhiên, nhưng mà cái u này thì lại cần điều trị phẫu thuật. Nó tổn thương mạch máu ở da nên phát triển nhanh, dễ xuất huyết. Về cơ chế của nó thì ta nghĩ là do những thuốc tăng sinh u mà ta cũng chưa rõ là nguyên nhân tại sao. Thường xuất hiện sau 6 tháng, thường gặp ở đầu cổ chi trên. Hình ảnh của nó là như vậy, thường là nó nhỏ, hồi âm kém và dò mạch máu. Có khi là mảng hồi âm dày và có mạch máu nuôi lớn. Cái điều nhớ là cái thấy này thì không bỏ qua, và điều trị phẫu thuật thì nó mới không có nguy cơ xuất huyết. U mạch trong cơ dạng mao mạch thì cái này chắc là khó đối với các anh chị rồi, thì nó rất là khó chẩn đoán phân biệt với lại những cái thằng khác như là u mỡ, như là dị dạng tĩnh mạch vân vân. Thì kích thước ổn định hoặc phát triển chậm mọi tuổi thì chẩn đoán phân biệt với cái này nên không thường thấy cái này, thì chắc Minh chị sẽ làm gợi ý làm sinh thiết. Có những dấu hiệu báo động để mình nghĩ tới là cái u mạch này ác tính, hay là những cái u tân sinh khác mà không phải của mạch máu. U mạch ác tính thì hiếm gặp và chưa có báo cáo hình ảnh siêu âm đặc trưng. Còn những cái chẩn đoán phân biệt khác thì cũng hiếm gặp ở trẻ em. Nhưng mà dấu hiệu báo động là nếu như mà nó đau, nó phát triển nhanh sau 12 tháng. Thì nghĩa là thông thường nó phải thoái triển sau 1 tuổi. Còn cái này nó lại phát triển nhanh sau 12 tháng. Đó là lý do tại sao mà mình hỏi là nó xuất hiện lúc nào và nó phát triển như thế nào. Nó kèm cái hạch lớn, nếu nó hoại tử xuất huyết trên cái khối mà xuất hiện sau xanh, nó có kèm tổn thương mỹ xương, mô mềm, đóng vôi, có tổn thương xương, gan, phổi, do vi căn, thì lúc đó là dấu hiệu báo động để mà mình phải nghĩ tới tổn thương ác tính. Và lúc này thì kết hợp với cộng hưởng từ và sinh thiết. Như vậy thì mình đã qua cái phần đuối máu, thì đây là một cái hình ảnh của một tác giả báo cáo trong cái hội nghị ASNA ở Mỹ. Thì mình đã tóm lại như vậy. Đối với lại u máu thì cái dạng hay gặp nhất là u máu nhũ nhi, nó sẽ bắt đầu từ lúc xanh, nó phát triển dần đến khi mình thấy và sau đó nó thoái triển. Và có một cái đứa không thoái triển thì xuất hiện ngay từ đầu và sau đó nó cứ như vậy nó đi ngang, và cái thằng khác thoái triển nhanh thì nó xuất hiện đây và nó đi xuống. Thì đó là ba cái loại u máu hay gặp. Và sau đó thì chúng ta sẽ qua cái dị dạng mạch máu. Dị dạng mạch máu thì ta xếp vào dòng chảy nhanh và dòng chảy chậm. Dòng chảy nhanh thì có động mạch ở trong đó là dòng chảy nhanh. Còn dòng chảy chậm thì sẽ có là mao mạch, tĩnh mạch và bạch mạch. Đã phân loại dựa theo tế bào hình thành và khác nhau rõ về điều trị. Đó là lý do tại sao mà bên hình ảnh mình phải dùng đúng cái thuật ngữ. Dòng chảy chậm thì thường điều trị bằng băng ép, chích xơ hoặc phẫu thuật. Còn dòng chảy nhanh thì là điều trị thuyên tắc động mạch và nổi bật.
tuy bẩm sinh nhưng mà cũng có nhiều dị dạng mạch máu không thấy lúc xanh. Có nghĩa là mới đầu người ta nói rằng là dị dạng mạch máu sẽ thấy lúc xanh, sau đó người ta cũng cảnh báo mình là đừng có nói rằng đó là không thấy lúc xanh nên là loại trừ dị dạng mạch máu. Thì dị dạng động tĩnh mạch là thông tĩnh mạch động mạch trực tiếp có nidus lâm sàng khối độc, thì chắc cái này mấy anh chị bên tim mạch quen thì có thể là gây ra suy tim công lượng cao. Nhưng mà cái khối này nó được thúc đẩy bởi phẫu thuật chấn thương thai kỳ dễ thì điều trị nội tiết, nghĩa là nó ảnh hưởng đến nội tiết. Điều trị thì người ta bảo là thường nó là không biết sao cái này lại không điều trị tắc mạch thì tạm thời điều trị, hoặc là trước phẫu thuật để mà sau khi tắc mạch xong thì làm phẫu thuật. Tắc mạch nghĩa là dùng trong những trường hợp là điều trị tạm thời, dùng cho trước phẫu thuật cũng có khi là điều trị triệt để, thì nghĩa là cái này ưu thế của nó là điều trị tắc động mạch sau đó mới tới phẫu thuật, hoặc là không điều trị nếu mà nó nhỏ không bị ảnh hưởng gì. Thì đây là hình ảnh của AVM là nhiều mạch ngoằn ngoèo, thường là không tạo khối, tuy nhiên cũng có vài trường hợp báo cáo là có tạo khối để mình phải chẩn đoán phân biệt với lại đủ máu. Dòng động mạch vận tốc cao, kháng lực thấp là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Cái này cũng giống như mấy chị gặp trong mấy cái còn ống động mạch vân vân. Chẩn đoán phân biệt với một cái số lại u máu và một số lại u mô mềm mà dòng mạch. Dị dạng mau mạch thì hình ảnh lâm sàng là những cái giãn mạch trong cái lớp thượng bì, là những cái vết ở trên da như cái hình mô tả là giác sẵn đỏ hồng và giới hạn rõ. Khi mà nếu bạn bé khóc thì nó sẽ đậm hơn, khi mà thời tiết nóng nóng sẽ đậm màu hơn, sốt cũng đậm hơn. Và khi mà tuổi tác càng tăng thì nó lại càng đậm màu, từ hồng qua đỏ từ qua tía, và nó càng bề mặt nó càng thô và nó càng bị nốt, thường phân bố thành vùng. Và nếu tổn thương vùng dưới thần kinh 51 thì sẽ có hội chứng survivor. Cái này mình nhắc cái lần thứ hai ha. Điều trị thì thường là nếu mà cần thì làm laser có thể mất màu tạm thời. Đối với dị dạng mau mạch thì siêu âm có thể không thấy gì hết nếu mà mình làm cái đầu dò thông thường, còn nếu mình làm cái đầu dò tần số cao từ 20 MHz thì có thể là thấy vùng phổi hội ấn kém và có thể tăng tưới máu nhẹ. Dị dạng tĩnh mạch thì người ta gọi là Audet là tên cũ rồi và không nên xài nữa, và cái được nó sẽ mang dồn mang, tức là nó lao kê đồng đậm với đuối máu, thì nó là trực tự mạch bản sản và lâm sàng nó là khối xanh hoặc là tiếu để đè xẹp, và nó sẽ thay đổi tăng kích thước theo trọng lực. Ví dụ cái tay như vậy thì khi mình duỗi tay xuống nó sẽ tăng kích thước lên, hoặc là khi gắng sức và đau khi có huyết khối. Siêu âm thì nó sẽ có 3 dạng chính là dạng độc biển, dạng nhiều nang hoặc dạng tĩnh mạch, và dòng tĩnh mạch vận tốc thấp hoặc là không có dòng. Đối với dòng tĩnh mạch, tức khi mình thấy là đó là dòng chảy tĩnh mạch nhưng tại sao lại không thấy dòng, thì do dòng chảy rất chậm hoặc là bị huyết khối. Còn mình muốn làm tăng dòng nên mình phát hiện thì mình sẽ có một số biện pháp chèn ép hoặc là Vansava, và vẫn có thể thấy dòng động mạch ở trong cái dị dạng tĩnh mạch là vì đó là thành phần mau mạch và động mạch bình thường đi xuyên qua hoặc là do tăng sinh nội vô. Và thường gặp nhất là nó là có sỏi tĩnh mạch và những nút vôi, và mấy cái sỏi tĩnh mạch đó là yếu tố quan trọng để giúp chẩn đoán dị dạng tĩnh mạch kèm theo thâm nhiễm dày mô dưới da. Thì đây là các ba dạng dị dạng tĩnh mạch. Cái dạng trên này là dạng bọc biển, dạng này là dạng giãn tĩnh mạch, và dạng này là dạng nang. Thì nó sẽ thường là đóng vôi như vậy thì khá đặc hiệu, và khi làm đất lơ thì mình sẽ thấy cổ tĩnh mạch vận tốc thấp. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ, và có sẽ có khối như vậy thì mấy chị sẽ chẩn đoán là gì? Mình có thể sẽ chẩn đoán là u mỡ, mình sẽ chẩn đoán là thiếu máu vân vân. Thì đây cũng là một dạng dị dạng tĩnh mạch, nhưng mà lâu lâu nó sẽ rớt vào những cái tình huống mà hình ảnh rất là khó chẩn đoán. Dị dạng tĩnh mạch thì cái ao đất nên của nó là có cái kiểu xích thức hai vân ma mà nãy mình xài liên quan dương ma, thì người ta cũng kêu mấy chữ ô ma nó sẽ ghi nhầm ô ma rất là ô, cho nên là người ta không biết khuyên mình nên xài nó là dị dạng tĩnh mạch là ma phô mê sâm, để nó không có cái gì tăng sinh cả. Nó dạng nang lớn hoặc nang nhỏ, hoặc kết hợp nang lớn hoặc nang nhỏ, đè xẹp hoặc là không, trên da có màu xanh hoặc là bình thường, thường ở dưới da có thể là nhiều lớp. Siêu âm để đánh giá dị dạng kết hợp và cộng hưởng từ hoặc CT để đánh giá lan rộng. Thì đây là những cái hình ảnh của cái dị dạng động mạch thường ở vùng cổ, và nếu mà ở trên da nó có thể có biểu hiện thành những nốt dưới da như vậy. Thì đây là dị dạng tĩnh mạch dạng nang lớn, thì mình thấy nhiều nang hồi âm thay đổi. Nếu mà nó dày lên, nang mà hồi âm dày là do xuất huyết nhiễm trùng hoặc là do mỡ. Vách có thể là dày hoặc là mỏng không đều, và trên mắt có cái dòng chảy động tĩnh mạch, thì có nghĩa là khi mà chụp CT ra nó có thể là bắt thuốc ở trên vách. Len lỏi dường như có cấu trúc bình thường và ép đầu dò thì biến dạng nang, tuy nhiên nó không sẹp hoàn toàn. Đối với dạng tĩnh mạch thì mình ép xuống mà nó mất hẳn, còn đối với dị dạng bạch mạch thì nó thay
thay đổi mà nó không mất hẳn. Nó có thể chèn ép thâm nhiễm cấu trúc lân cận, gây khó thở, khó nuốt và tăng kích thước cho biến chứng. Và nếu mà dạng nang nhỏ thì khá là khó chẩn đoán, nó là nhiều nang nhỏ dưới 1-2 cm kích thước thay đổi, có khi nó chỉ là những cái mảng phản ứng dày như vậy. Lý do tại sao nang mà đã phản ứng dày thì qua những cái nang nó có hiện tượng tăng âm phía sau, mà mình chỉ thấy những cái tăng âm phía sau đó mà mình không thấy được cái nang nhỏ xíu. Và đây là cái gì ạ? Nó có phần nang lớn, nó có phần mô đặc. Thì đối với những cái tổn thương như vậy thì mình có thể nó là dị dạng tĩnh mạch kết hợp nang lớn và nang nhỏ, cũng có thể là những dị dạng mạch máu kết hợp tĩnh mạch độc lập, hoặc là cái mangiolymphangioma là kết hợp giữa lymphangioma và bướu máu. Thì kết hợp lymphangioma và bướu máu, hoặc là có thể đổi ngược lại hemangiolymphangioma, hoặc là đổi ngược lại lymphang ra trước, tùy cái thành phần nào nó nhiều thì cho nó ra trước. Cái này thì lại là có thể chẩn đoán trước sau vị trí thường gặp tam giác cổ trước và sau, thì cái hình ảnh giống như hồi nãy mình đã đưa, khối dạng nang nhiều thì mô đặc, khuynh hướng phát triển nhanh và xâm lấn, thì nó là những hình ảnh như vậy. Nó có thể ở ngoài da, ở rốn hoặc ở trong niêm mạc miệng. Thì mình qua hết cái phần đơn giản thì cũng xin điểm sơ qua một cái số bất thường mà nó phức tạp và các hội chứng. Chắc là sẽ nói nhanh thôi, tại vì mấy anh chị thường ở bên tim mạch thì cũng ít quan tâm đến cái này. Thì cái hội chứng Schreiber nãy mình có nói nhắc qua hai lần, những cái bướu máu là dị dạng mao mạch và liên quan đến dây thần kinh 5, thì nó sẽ bò vô mắt, nó sẽ bò vô não. Thì định nghĩa của nó là bệnh mạch máu lan tỏa ở da, mắt và não, và chẩn đoán khi có tam chứng là có những cái bướu máu hoặc là những cái dị dạng tĩnh mạch ở mặt, có bất thường ổ mắt và có bệnh mạch máu não mặn mềm. Thì tại sao mình biết được mắt đó thì có thể là nhìn phía ngoài thấy, có thể là phải cần phải chụp các phương tiện hình ảnh để thấy ở phía phần sau. Còn bệnh máu não thì nếu mà biểu hiện mà khiến cái thần kinh con giật chậm phát triển vân vân thì rất khó cần phải làm CT và cộng hưởng từ, thì mình sẽ thấy những hình ảnh teo não đóng vôi và bất thường ở với mặt mạc, có thể bắt tim phản mềm mềm, và tùy vào các loại bất thường ở mắt thì có thể thấy được có loại liên quan đến bướu máu, đó là u máu của hắc mạc, hemangioma của hắc mạc. Cái hội chứng phase là cái u máu phân vùng ở mặt, thì nó sẽ kèm theo những cái dị dạng bẩm sinh ở hố sâu ở cổ mặt, bất thường mạch máu não, bất thường tim, nhà có liên quan bất thường tim, bất thường mắt, có trẻ xương bất thành bổn, thoát vị rốn. Và những cái đột biến gen sau này, nó có những đột biến gen cũng gây ra cái hội chứng kết hợp, cái hội chứng Pachyderm là kết hợp giữa cái dị dạng mạch máu dạng mao mạch và động tĩnh mạch, và những cái chi nó dài, nó quá phát, rất là ấm do nó tăng tứ máu, đau tắc hồi khi đi vận động do thiếu oxy tương đối do thông động tĩnh mạch và lết không nằm khi mà bệnh tiến triển. Và những cái hội chứng liên quan đến đột biến gen nữa thì có là lipotrichinosis, close và fever. Thì những cái hội chứng này ấy, người ta đã nói là đặc điểm để nhận diện nó là khi mà có một cái phát triển quá mức của chi, của thân, phát triển quá mức càng dị dạng mạch máu thì mình sẽ nghĩ đến những đột biến gen. Mà khi mình nghĩ đến đột biến gen thì đó là câu hỏi tại sao là người ta hỏi là trong gia đình có bị bệnh tương tự hay không. Đột biến gen có thể là sau này để tư vấn về di truyền. Thì mình qua các cái hội chứng lipotrichinosis này là dị dạng mao mạch, dị dạng tĩnh mạch, điển hình sẽ là ở mặt ngoài đùi cánh chân, kèm theo tiểu sản hoặc đứt đoạn tĩnh mạch sâu, quá sát thường, quá phát chi thường là ở một chân, có thể hai chân và có thể tay thân. Thì siêu âm mục đích đánh giá dị dạng mao mạch, tĩnh mạch, đánh giá tĩnh mạch sâu có đứt đoạn hay không, có huyết khối hay không. Và những cái hội chứng này cũng tương tự, mình nghĩ là cũng khó mà nhớ nổi ngay cả đối với những người mà chuyên làm về tổng quát. Nhưng mà mình sẽ biết rằng khi có những cái quá phát, có những cái này, có dị dạng mạch máu thì mình sẽ tìm những cái hội chứng. Bất thường mạch xơ mở thì khá giống cái nãy là bướu máu trong cơ và dị dạng tĩnh mạch. Hội chứng Proteus thì quá phát bất cân xứng từng vùng và tiến triển. Có cái bớt, khi mà thấy những cái bớt ở trên da dạng vỏ não như vậy là tổn thương rất là đặc trưng để mình nghĩ đến cái hội chứng Proteus này. Siêu âm chỉ có mục tiêu là tìm huyết khối, tìm tĩnh mạch giãn. Tóm lại thì siêu âm là phương tiện hiệu quả trong chẩn đoán u và bất thường mạch máu. Chúng ta sẽ lý giải dấu hiệu hình ảnh tốt hơn khi kết hợp với lâm sàng chứ hình ảnh chứ không phải siêu âm. Thực tế là có nhiều khi các bác sĩ lâm sàng gửi tới khoa để hình ảnh chụp cộng hưởng từ những cái chẩn đoán là bướu máu, đa số là được chẩn đoán là bướu máu, ít khi được chẩn đoán là dị dạng mạch máu. Thì tụi mình cũng phải đi ra kiếm bệnh nhân để hỏi, rồi cũng có khi phải kiếm bệnh nhân vô để siêu âm lại
Tại vì siêu âm đó có rất là nhiều vai trò mà cộng hưởng từ không thể thay đổi được. Bệnh nhân đóng tiền khá là nhiều để chụp cộng hưởng từ có tương phản, nhưng mà đa số các bệnh nhân đó đều được bác sĩ mình kêu vô để làm lại một cái siêu âm, kết hợp với siêu âm để mà chẩn đoán đúng cái bản chất tổn thương mạch máu. Và quen thuộc với các phân loại mạch máu để mà giúp cải thiện trao đổi thông tin và hợp tác tốt hơn với bác sĩ lâm sàng để cơ hướng điều trị đúng. Và làm quen với các loại bất thường mạch máu phức tạp và các hội chứng có bất thường mạch máu. Dạ, xin cảm ơn các anh chị.